À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, welcome back. Today, we are going to move to Unit 9, Protecting the Environment. Lesson 3, Reading. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của cô. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu bài số 9 với chủ đề Bảo vệ môi trường. Chúng mình sang phần thứ 3, Reading, đọc. Our topic today is Environmental Problems. Chủ đề bài đọc hôm nay của chúng mình đó là những vấn đề về môi trường. Before we start, let's look at some new words today. Trước khi bắt đầu vào bài đọc ngày hôm nay, chúng mình cùng xem những từ vựng sẽ xuất hiện trong bài ngày hôm nay nhé. Number 1. Respiratory. Respiratory. Đây là tính từ, nghĩa là thuộc về hô hấp. Number 2. Ice melting. Ice melting. Danh từ, sự tan băng. Number 3. Consequence. Consequence. Danh từ, hậu quả. Number 4. Extreme. Extreme. Đây là tính từ, nghĩa là cực đoan, khắc nghiệt. Number 5. Heat wave. Heat wave. Danh từ, sóng nhiệt hoặc là đợt nóng. Number 6. Practical. Practical. Đây là tính từ, nghĩa là thực tế, thiết thực. Number 7. Illegally. Illegally. Đây là tính từ, nghĩa là bất hợp pháp. Number 8. Substance. Substance. Danh từ, chất. Number 9. Come down. Come down. Đây là một phrase of verb, một cụm động từ, nghĩa là tạo thành. And the last one, number 10. Disappear. Disappear. Đây là động từ, nghĩa là biến mất. Before we move into the reading, let's look at exercise 1. Look at the pictures and answer the question. What environmental problems do you see in the pictures? Trước khi đi vào bài đọc, chúng mình cùng xem bài tập đầu tiên. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi của chúng mình là những vấn đề môi trường nào bạn có thể thấy ở trong các bức tranh sau? Chúng mình cùng nhìn bức tranh đầu tiên. Mình có thể thấy đây là một khu rừng đã bị chặt phá. Như vậy, hiện tượng môi trường ở đây là, vấn đề môi trường ở đây đó là cutting a forest, chặt phá rừng. Picture B. Ở trong bức tranh tiếp theo, bức tranh B, mình có thể thấy đây là một tảng băng tan. Một tảng băng đang tan ra. Thì đây là hiện tượng băng tan. Hoặc là chúng mình có thể nói là vấn đề đó là sự nóng lên toàn cầu. Sự nóng lên toàn cầu cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc băng tan. So the picture B we have global warming or ice melting. Global warming, sự nóng lên toàn cầu. Hoặc là chúng mình có thể nói là ice melting, hiện tượng băng tan. Picture C. Ở trong bức tranh này, chúng mình có thể thấy là có rất nhiều khói đang bay lên trời. Và đây là ô nhiễm không khí. Air pollution. Air pollution. Ô nhiễm không khí. Và cuối cùng, bức tranh cuối cùng, chúng mình có thể thấy đây là những động vật. Và hiện tượng ở đây đó là đang săn bắn động vật. So D, endangered animals, động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Let's move to exercise 2. Read the text and choose the best title for it. Chúng mình cùng nhau sang bài tập số 2, đọc văn bản
và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho văn bản này. Ở đây chúng mình có 3 tiêu đề. A. Environmental problems. What are they? Những vấn đề về môi trường, chúng là gì? B. Environmental protection. How important is it? Bảo vệ môi trường, nó quan trọng như thế nào? C. Environmental solutions. How practical are they? Những giải pháp môi trường, chúng thiết thực như thế nào? Bây giờ chúng mình cùng đọc văn bản và chọn tiêu đề phù hợp nhất cho văn bản này nhé. Đây là văn bản của chúng mình. Chúng mình thấy là ở trong văn bản của chúng mình thì có đoạn mở đầu. Đoạn mở đầu thì bao gồm hai câu đầu tiên. Sau đấy thì chúng mình có bốn đoạn. Bốn đoạn phía sau sẽ tương ứng với các phần A, B, C và D. Bây giờ chúng mình hãy cùng đọc sơ qua đoạn mở đầu, những câu đầu tiên của các đoạn để xem là tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn này là gì. The environment we live in is facing many serious problems. We need to be aware of these problems so that we can find ways to protect nature. Môi trường chúng ta đang sống phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên. Như vậy thì ngay câu mở đầu, đoạn mở đầu của chúng mình đã nhắc đến đó là môi trường chúng mình đang sống thì có nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề. Chúng mình cùng xem những vấn đề đấy là gì. Chúng mình có thể thấy ở đoạn A. Đoạn A chúng mình có global warming, sự nóng lên toàn cầu. Đoạn B chúng mình có là cutting and clearing of natural forests, chặt phá rừng tự nhiên. Ở đoạn C chúng mình có air pollution, ô nhiễm không khí. Và cuối cùng chúng mình có là endangered animals, những động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Vậy chúng mình có thể thấy đó là văn bản này của chúng mình đề cập đến những vấn đề về môi trường. Bên cạnh đó, đó là những cách để bảo vệ thiên nhiên. Đây chúng mình có thể thấy we can find ways to protect nature. Chúng ta có thể tìm những cách để bảo vệ thiên nhiên. Bây giờ chúng mình cùng nhau nhìn vào các tiêu đề ở đây. Vậy tiêu đề thích hợp nhất cho đoạn văn bản này đó là A. Environmental problems, what are they? Những vấn đề về môi trường, chúng là gì? Chúng mình có thể thấy đó là sự nóng lên toàn cầu, chặt phá rừng tự nhiên, những động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng và ô nhiễm không khí. So now, let's move to exercise 3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information. Chúng mình sang bài tập tiếp theo, đọc lại văn bản và quyết định đoạn văn nào chứa những thông tin sau. Ở đây của chúng mình có 4 thông tin. Chúng mình sẽ đọc lại văn bản và quyết định xem đoạn văn nào thì chứa các thông tin ở dưới này. Đoạn văn A, B, C or D. Bây giờ chúng mình cùng nhau nhìn lại đoạn văn bản này, đọc lại và tìm hiểu nội dung của đoạn văn bản này nhé. The environment we live in is facing many serious problems. We need to be aware of these problems so that we can find ways to protect nature. Môi trường chúng ta đang sống đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên. A. Global warming is the rise in the average temperature of the Earth's atmosphere. It is one of the biggest issues facing humans today. We can have serious consequences such as raising sea levels, polar ice melting,
and extreme weather events like floods or heat waves. Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở vùng cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như là lũ lụt hoặc là sóng nhiệt. B. Another environmental problem is the cutting and clearing of natural forests. The loss of forests can have a negative impact on the environment. It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger. It can also destroy the natural soil and lead to climate change. Một vấn đề môi trường khác là chặt phá rừng tự nhiên. Việc mất rừng có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Nó có thể làm hỏng môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu. C. Air pollution is also a serious problem. It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines, or factories. When these harmful gases combine with the water in the air, they come down as rain or snow, which can damage all forms of life. In addition, this problem leads to global warming and climate change. It is also a major cause of respiratory diseases or even lung cancer. Ô nhiễm không khí cũng là một hiện tượng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải thoát ra từ xe cộ, máy móc hoặc nhà xưởng. Khi những khí thải độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc là tuyết, có thể gây hại cho mọi dạng sống. Ngoài ra, vấn đề này còn dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và sự biến đổi khí hậu. Nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp hay là thậm chí là ung thư phổi. D. Around the world, the number of endangered animals is rising. Many of them disappear because of pollution and climate change. In addition, humans illegally hunt and kill animals, and catch too many fish at once. This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and unliving things. Trên khắp thế giới, số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên. Nhiều trong số chúng biến mất vì ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật. Chúng mình vừa tìm hiểu xong nội dung của đoạn văn bản này. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xác định những thông tin mà đề bài cho. Nó sẽ nằm trong đoạn văn bản nào? A, B, C, or D. Now let's see. Number one, an example of harmful substances in the air and water. Đoạn thông tin thứ nhất. Thông tin thứ nhất của chúng mình đó là một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và nước. Thông tin này sẽ nằm trong đoạn văn bản. C. Paragraph C. Các chất độc hại, chúng mình có thể thấy ở trong đoạn C, chúng mình có đề cập đến đó là nguyên nhân chủ yếu là do khí thải thoát ra từ xe cộ, máy móc và nhà xưởng hoặc là nhà xưởng. Vậy thì khí thải ở đây là chất độc hại. Chất độc hại này có trong không khí và nước. Đây, chúng mình có thể đọc tiếp như sau.
Khi những khí độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc tuyết có thể gây hại cho mọi dạng sống. Như vậy, thông tin này sẽ ở trong đoạn C, paragraph C. The next one. 2. One of the reasons for destroying wildlife habitats. Một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã. Nó sẽ nằm trong paragraph B. Chúng mình có thể nhìn thấy trong đoạn B đề cập đến vấn đề môi trường, đó là chặt phá rừng tự nhiên. Nó có thể làm hỏng môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Như vậy, việc chặt phá rừng là một trong những lý do mà phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã. So number two, we have paragraph B. Vậy, thông tin số 2 sẽ nằm trong đoạn B. Number three, an increase in the level of the world's oceans. Sự gia tăng mực nước biển trên thế giới. Thông tin này sẽ nằm trong đoạn A. Mình có trong đoạn A, sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Nó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như. So here we can see raising sea levels. Mực nước biển dâng cao. Vậy, thông tin đó là sự tăng mực nước biển ở trên thế giới. Nó sẽ nằm ở đoạn A, paragraph A. And the last one, number four, an effect of illegal hunting on the ecosystem. Ảnh hưởng của săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái. Nó sẽ nằm trong paragraph D. Ở đây, chúng mình có thể thấy, ngoài ra, con người, humans, illegally hunt and kill animals. Con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái, có thể gây ra cho tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật. Như vậy, thông tin thứ tư nó sẽ nằm trong đoạn D. Chúng mình có thể xem lại các thông tin này và nó nằm ở trong đoạn nào ở bệ ở cái bảng này, cô đã tổng hợp ở trong bảng này. One, an example of harmful substances in the air and water. Một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và nước. Paragraph C, nó sẽ nằm trong đoạn C. 2. One of the reasons for destroying wildlife habitats. Một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã sẽ nằm trong paragraph B. Number 3. An increase in the level of the world's oceans. Sự gia tăng mực nước biển trên thế giới. This is the paragraph BA, right? A. Nó sẽ nằm trong đoạn A. And number 4, an effect of illegal hunting on the ecosystem. Ảnh hưởng của săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái. It's in the paragraph D. Nó sẽ nằm trong đoạn D. Let's move on to exercise 4. Complete the sentences with information from the text. Use no more than two words for each answer. Chúng mình cùng nhau sang bài tập thứ tư, hoàn thành các câu sau với thông tin từ văn bản. Sử dụng, không sử dụng nhiều hơn hai từ cho mỗi câu trả lời. Here we have four sentences. Ở đây, chúng mình có bốn câu tương ứng với bốn chỗ trống. Mỗi
Chỗ trống chúng mình sẽ điền không quá hai từ. Bây giờ chúng mình sẽ xem từng câu một nhé. Let's see. Number one, global warming can cause extreme dot 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 such as floods or heat waves. Chúng mình có thể tìm thấy thông tin ở đoạn văn bản A. It can have serious consequences such as rising sea levels, polar ice melting, and extreme weather events like floods or heat waves. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở hai cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc là sóng nhiệt. Như vậy, chúng mình dễ dàng điền được vào chỗ trống từ weather events. Weather events. Hiện tượng thời tiết. Global warming can cause extreme weather events such as floods or heat waves. Sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt hoặc là sóng nhiệt. Number two, the natural dot 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 of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests. Chúng mình có thể nhìn thấy thông tin trong đoạn B. It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger. Nó có thể làm hư hại môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Như vậy, chúng mình điền được vào chỗ trống đây là từ habitats. The natural habitats of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests. Môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật có thể bị phá hủy trong quá trình chặt phá rừng. Number three, one of the main causes of air pollution is dot 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 produced by machines and factories. Rồi mình đọc thông tin sau cho đoạn C. It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines or factories. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải từ xe cộ, máy móc hoặc là nhà xưởng. Như vậy, chúng mình có thể điền được vào chỗ trống là từ waste gases. One of the main causes of air pollution is waste gases produced by machines and factories. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là các chất thải do máy móc hoặc là nhà xưởng. Và nhà xưởng. Number four, when many animals disappear, this damages the natural balance of dot dot dot. Chúng mình có thể nhìn thấy thông tin trong đoạn D. This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống hoặc là không sống. Gây hại cho tất cả sinh vật sống và không sống. Như vậy, chúng mình điền được vào chỗ trống đó là từ ecosystems, hệ sinh thái. When many animals disappear, this damages the natural balance of the ecosystems. Khi nhiều loài động vật biến mất, điều này làm hỏng đi sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái. Let's move to exercise 5. Discuss the question. Chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài số 5, thảo luận câu hỏi sau. Which of the problems mentioned in the text do you think is the most serious in Vietnam? Vấn đề nào được đề cập trong bài đọc mà bạn nghĩ là vấn đề nghiêm trọng nhất ở Việt Nam? Ở trong bài đọc, chúng mình có các vấn đề như sau. Number one, global warming, sự nóng lên toàn cầu. Number two, cutting of forests, nạn phá rừng. Number three, air pollution, ô nhiễm không khí. And the last one, number four, endangered animals, những động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Tất cả các vấn đề này thì đều là những vấn đề về môi trường. Nhưng chúng mình sẽ chọn một vấn đề mà mình cho là nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam để chúng mình nêu lên quan điểm của mình về vấn đề đấy. Đây là gợi ý dành cho các em. In my opinion, air pollution is the most serious environmental problem in Vietnam, especially in big cities. It affects our health directly because the polluted air we breathe in may cause health problems such as respiratory diseases or even death. Theo tôi, ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta vì không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như là các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là tử vong. So this is the end of the lesson today. Goodbye everyone. See you in the next lesson. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.